Chúc anh em có mùa Giáng sinh vui vẻ. Trong những năm trở lại đây, thiết kế của smartphone luôn xoay quanh chủ đề đó chính là làm thế nào để có thể tối ưu kích thước màn hình của mặt trước và đâu mới là nơi thích hợp để có thể đặt vị trí của camera selfie cũng như là những cái cảm biến ở phía mặt trước. Một vài những cái giải pháp đã được đưa ra, ví dụ như là đặt camera selfie cũng như là các cảm biến vào cơ chế module thòi thụt, hay là cách làm của Samsung đó chính là khoét một vài những cái lỗ ở phía mặt trước. Nhưng mà sau cùng, chúng ta vẫn phải thừa nhận với nhau một điều rằng đó chính là tất cả những cái giải pháp trên, chúng đều là những cái giải pháp tạm thời trước khi công nghệ chạm đến một cái level, đó chính là đặt tất cả camera selfie cũng như là cảm biến ở phía mặt trước, phía bên dưới màn hình như cách mà chúng ta đã làm được với cảm biến vân tay. Và Oppo, một trong nhà sản xuất smartphone đầu tiên trên thế giới giới thiệu camera cơ chế thỏi thụt, cũng chính là nhà sản xuất đầu tiên về màn công nghệ camera ẩn dưới màn hình. Thực ra thì công nghệ này nó cũng không phải là mới lắm, nó đã được giới thiệu tại sự kiện MWC Thượng Hải vào hồi tháng 6 rồi. Nhưng mà mới đây, tại sự kiện Innovation Day 2019 đang được tổ chức tại Thâm Quyến, Oppo đã có prototype và mình thực sự ngỡ ngàng về cách camera dưới màn hình hoạt động như nào. Oppo gọi đây là công nghệ USC, short for Underscreen Camera. Dưới màn hình là một module camera được tùy chỉnh lại để có thể thu được nhiều ánh sáng hơn, trong khi vẫn tận dụng được thuật toán và trí tuệ nhân tạo để cải thiện khả năng chụp ảnh. Về phía phần cứng thì Oppo sử dụng chất liệu trong suốt cũng được hãng tùy chỉnh lại. Ở đây cũng có con chip để điều khiển cấu trúc pixel điểm ảnh của màn hình. Khi chụp ảnh, gọi FaceTime hay là mở khóa khuôn mặt thì phần phía trên màn hình nó sẽ hóa trong suốt dưới hình dạng ô vuông đủ để làm lộ ra camera selfie. Nhìn đúng kiểu tương lai thật sự đấy. Còn về bản thân camera thì nó cũng có khẩu lớn hơn và cảm biến cũng lớn hơn để ánh sáng đi vào dễ hơn. Còn về phần màn hình phía trên camera vẫn có thể cảm ứng như bình thường và Oppo khẳng định rằng công nghệ này sẽ không làm hy sinh đi chất lượng hiển thị của màn hình. Và qua một vài những hình ảnh chúng ta nhìn ở đây thì khi sử dụng máy ở chế độ màn hình chăn viền ấy thì cái phần màn hình ở phía giữa cũng như là phần màn hình đặt phía trên camera là gần như hoàn toàn giống hệt với nhau. Đúng là nó không bị hy sinh chất lượng hiển thị của màn hình thật. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì Oppo cũng phải thừa nhận một điều rằng việc đặt màn hình phía trên camera nó sẽ làm giảm đi chất lượng chụp ảnh. Và một vài những vấn đề rất là lớn mà hãng đang phải đối mặt ở thời điểm này, ví dụ như là hình ảnh bị mờ này, phản chiếu ánh sáng này, hay là màu sắc nó bị lệch đi, hãng chia sẻ rằng đang phát triển những cái thuật toán để làm sao tinh chỉnh phù hợp nhất với cả phần cứng và giải quyết triệt để những cái vấn đề này trong tương lai. Oppo chưa nói rằng đến bao giờ thì công nghệ camera USC mới được chính thức đến tay người dùng. Nhưng mà Oppo, đây là hãng sản xuất luôn biết cách show off những cái phiên bản prototype, những cái công nghệ dưới dạng prototype trước khi chúng được bán chính thức. Chiếc flagship Reno với khả năng zoom 10x bằng lens zoom kính tiềm vọng chính là một ví dụ điển hình. Điều đó giúp chúng ta có một lý do để tin rằng camera selfie và các cảm biến ở mặt trước điện thoại chắc chắn sẽ được đưa xuống phía dưới màn hình trong một tương lai gần. Còn về bản thân phiên bản điện thoại prototype này cũng có rất là nhiều điều thú vị. Nhìn nó có thiết kế giống với cả Oppo Reno, nhưng mà có vẻ như là nó có thiết kế tinh xảo hơn. Nó không còn camera lồi lên ở mặt sau nữa. Nó cũng không có cổng kết nối gì hết, mà thay vào đó chính là sạc nhanh 30W. Ghê thật đấy. Và tất nhiên, một thiết kế màn hình tràn toàn bộ mặt trước khiến cho thiết kế tổng thể trở nên trông sexy hơn bao giờ hết. Thực sự là lâu lắm rồi mới có một công nghệ trên smartphone đem lại cho mình một cảm xúc hào hứng đến như vậy, chờ đợi đến như vậy. Và nếu mà công nghệ này thực sự làm tốt ý, chúng ta không phải hy sinh đi về chất lượng hình ảnh cũng như là về chất lượng hiển thị của màn hình, thì mình nghĩ rằng với mức giá 20 cho đến 30 triệu cho một chiếc flagship như vậy là một điều mà người dùng sẵn sàng bỏ tiền ra để chi trả để sở hữu những cái công nghệ tiên tiến như vậy. Còn các bạn thì sao? Hãy comment phía bên dưới và cho mình biết những suy nghĩ cũng như cảm nhận của bạn về công nghệ camera ẩn phía dưới màn hình nhá. Hy vọng rằng các bạn sẽ cảm thấy yêu thích video này. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên subscribe channel Airphone để không bỏ lỡ những video mới nhất nhá. Còn bây giờ xin chào và chúc anh em có một mùa Giáng sinh vui vẻ. Bye bye.